Cùng với việc khởi tố, cơ quan chức năng đã thực hiện khám nhà riêng của ông này tại thôn Kìm, xã Vũ Lạc. Nguyễn Văn Tân, nguyên là chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vũ Lạc từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2021, nguyên là phó bí thư Đảng ủy xã Vũ Lạc từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022. Đến tháng 1 năm 2023 thì nghỉ hưu. Được biết trong thời gian đương chức, Ông Tân chỉ đạo cán bộ chuyên môn hợp thức hóa số tiền 200 triệu đồng nhà nước hỗ trợ tu sửa nghĩa trang liệt sĩ của xã. Số tiền này đã không được dùng cho việc tu sửa nghĩa trang, không chuyển cho doanh nghiệp tài trợ xây dựng mà được chuyển sang mục khác để chi tiêu. Cùng trong thời gian này, nguyên chủ tịch xã chỉ đạo cán bộ chuyên môn chi 142 triệu đồng mua hàng trăm thùng nhựa đựng hóa chất đã qua sử dụng có dung tích 0,3 mét khối và 0,1 mét khối ở Vĩnh Phúc, Phú Thọ về phát cho các thôn để đứng rác thải theo quy định của luật bảo vệ môi trường thì các thùng nhựa này không được phép sử dụng. Bên cạnh đó, ông Tân còn chỉ đạo cấp dưới mua máy làm phân hữu cơ. Theo báo giá của đơn vị bán hàng là 150 triệu, trong đó đã giao cho đơn vị bán hàng 80 triệu, còn 70 triệu đồng, ông Tân giữ lại. Nhưng theo định giá của hội đồng thẩm định giá, chiếc máy này chỉ có giá 91 triệu đồng. Liên quan đến những vụ việc sai phạm ở xã Vũ Lạc, tháng 10 năm 2012, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình đã ban hành kết luận kiểm tra, đồng thời ra quyết định xử lý kỷ luật đối với các lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Vũ Lạc. Cụ thể, quyết định cách chức Bí thư Đảng ủy xã Vũ Lạc đối với ông Nguyễn Thanh Tùng. Ông Tùng giữ chức vụ Chủ tịch xã Vũ Lạc giai đoạn từ năm 2008 đến 2015. Bí thư Đảng ủy xã từ cuối năm 2015 đến tháng 10 năm 2012. Cách chức Đảng ủy viên đối với ông Nguyễn Văn Tân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vũ Lạc, trước khi làm Phó Bí thư, ông Tân từng làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vũ Lạc từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2021. Từ tháng 7 năm 2021 đến ngày 25 tháng 10 năm 2022, ông này giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Vũ Lạc. Kỷ luật cách chức Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vũ Lạc đối với ông Đảng Xuân Khoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vũ Lạc Ông Đặng Xuân Khoa làm chủ tịch xã này từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022.